thì mình bằng làm món Bữa giờ chuẩn lấy cái nước ngoài đó, nghe nhà thấy không không? về Cu này cu bông ở nhà. cô bông nó rụng. Ủa nó rụng hơn, nó rụng lông của nó mà lông của nó rụng. Chạy đi kêu vậy à, chừng chạy ơi, chừng giữ chừng giữ chân á chừng giữ Bây giờ cu mày mình nhổ lông xong giờ mình thu nha cả nhà. Này. Sao? Nói giờ mình thui cả nhà. Thui xong rồi mình nói chung mình làm tới đâu mình cả nhà sẽ thấy mình làm món gì à? Ngủ rồi. Làm món lạ nha cả nhà. Chí ngủ rồi. Giờ này cũng trưa rồi cả nhà. Mình đang ở ngoài ruộng. Trưa nắng ở ngoài ruộng. Dân dã. Nếu làm dùng dưới vậy biết quen đường miếng hết dùng rồi móc cũng móc chưa từ từ còn lớp dưới hả tiếp cho ban mang cho đều đều đây vậy. Thơm chứ ta thơm bột cơm hay là thơm thơm cũ thơm lòng á lòng nó khét á sao thấy thơm mà ta thơm lòng dạ con rồi 2, 4, 6, 7 con một con nữa rồi đặt chậm bên kia giờ trở mình thui lại nha cả nhà cho nó đều vàng đều hết rồi xong lấm sạch quẹt mấy mới bỏ đâu rồi đây nè thì để mần xong đi mà ấy những hai em đã có rồi đúc lò ô bập bùng bên ánh lửa nay có hai anh em nha cả nhà mình ba phi với bảo mình với bảo mấy kia giờ nó ngủ trưa rồi quá không thấy nhiều đó mình có mấy con nhiêu nhiêu đó là đủ rồi.
bỏ vô nó còn dư nữa. Chuồng hết mà đều cái chuồng bị nứt để làm lại. Rồi mốt kỳ này sao hả? Ờ rồi nó vẫn sao. Vẫn nó hôm nay qua. Hôm nay còn mà. Còn cho một bên hay gì? Ừ. Đẻ ra từ từ đây nữa rồi nó mốt bất lần. Thôi số bạn. Mày đang hiếu cỏ. Mày đang hiếu cỏ đó. Hiếu cỏ với ấy không bán gì không? Cô má nhìn ở cô ở đầu mập dữ vậy. Bắt hồi nào bắn hồi nào mà dữ vậy. Còn con nó nữa. À, mấy con 8 con chưa? 8 con. Tám con cu mày cho cá đe thôi tao ha. Mộng hả mộng ấy biết báo làm sao làm đậu hổ mà hai biết thì mổ bọng thôi khỏi cắt làm hai để nguyên con vậy chín hết này lẹ chín đá. Ừ, nhưng mà mình coi cái gì nào không muốn. Bữa hôm là ông nói thiệt chứ thằng con không ăn mà không thấy phát hiện luôn á. Bữa đó là lãng mạn xảy ra chứ bộ. Tại vì sao mà tiêu được thì móc vô bà tử mà nó giỡn hoài bảo tồn tại nó thôi. 8 cu nha cả nhà, ăn cu là mình bắn tối hôm qua, hôm nay trưa hai anh em quyết định là làm cái clip mới lạ dân giả cả nhà. Cu này cu bông nướng với ông trè. Rồi làm xong thui ráo giờ với củ hành này cả nhà, củ hành cũng sắc ráo rửa xong ráo giờ mình ớp bỏ sơ tế vô ớp nha cả nhà. Muối bột ngọt cả nhà, chơi dân giả lấy trong nhà đem ra ruộng thôi cả nhà. Mình không có đổ chơi dao cả nhà. Cù nướng củ hành cả nhà. Cu bông, củ hành tây, sa tế. Rồi xong, cả nhà thấy này gì không? Cả nhà thấy này gì không? Quyền cái ống tre cả nhà. Mình bỏ giờ mình bỏ cu với củ hành đồ vô trong ống tre mình nướng nha cả nhà. Bảo làm gì hả? Có không quay phim nữa hả? Quay đăng clip mà chủ yếu làm cái này mà đăng lên ấy hả YouTube.
chơi cũng được nghề à. Ít thôi được, còn nhiều con nữa. Đó, giờ nhét vô ống nha cả nhà. Chút lấy dao chọt lại xuống vậy. À, thấy không? Giờ nhét vô ống đem ra giữa đồng nướng cả nhà nhắc trưa 12 giờ. Lần đầu tiên thử nghiệm món này nha cả nhà. Nướng mà nửa chừng nó có nứt cái ống rồi thôi. Lấy kẽm còn lại. Không mà chắc con nghĩ không đổi nứt đâu ha bác ba. À. Nứt hả? Nứt. Kẽm còn đi. Kiếm hai con kẽm còn hay dưa hai đầu. Còn giữa, giữa trên đầu. Món này ngon. Mốt cứ nếu mà món này mà làm ăn ngon cứ mốt món gì cũng bỏ vô ống ống lò nướng hết. Hiếu nè. Hả? Cơm không ba? Ừ. Bỏ nấu cơm ha. Đúng rồi, như vậy anh không có thời gian với cái này phải bao người đồng hành kìa. Vui. Tí ngủ rồi. Có gì lát mình nắm cái ống này mình vỗ xuống đó thục quá. Đi phơi. Xuống không? Dư. Dư này lại nhắm chừng đó. Vĩnh bảo tao lấy tao khoanh lòng để cho nó quay bảo. Để bươi bắn hai con nữa đi cho đủ luôn. Đây ăn cũng hơi mệt rồi. À, bắn này hay quá, bảo quá hay quá nha. Con bắn nhẹ yếu rồi á. Bảo sở thủ mà. Con đâu bắn từ từ, từ luyện lên tới vậy. Rồi. Đi xuống rồi, mày con bươi chi mày mất cò. Cái này là cò nó nước cạn rồi, cò ma. Hồi nãy quên mua khúc với bạc úp cái đầu lại ta lấy gì úp ta? Cảm còn ấy à. Còn nhưng mà mình úp nó không đâu dính chắc đâu. Lá chuối ra. Ừ, có nước lấy lá chuối kiếm rồi, lấy cái nhét cái kia vô. Rồi. Rồi. Còn miếng làm miếng kìa. Bây giờ kiếm cái kẽm. Bây giờ mình xong rồi cái nhà giờ tới vô giai đoạn là mình ghim ống xuống mình nướng nha cả nhà. Nó lấy củi rồi nè. Lá dừa đâu. Nó giờ đốt nha nha, độ cháy quá cao. Chết mẹ. Má biết lại đẹp của đông đông. Cháy quá, má này phải có đồng đóng mà mới nói chung nó không cháy gì á. Mà sợ không chết mấy cái đồ lưu của sao. Ai à? Rồi đốt lửa xong rồi nha. Rồi, cái này là mình sôi thịt heo luôn báo. Trời nó sôi à. Nó cái này xì trên luôn. Chùm chùm vô đã dữ à. Nó nhà than có rồi, trưa nắng kệ không có gì làm. Làm mấy cu nướng tối đi bắn. À, xì trưa nắng này nướng xong cái chấm muối tiêu. Thơm. Thơm rồi nha cả nhà. Lại đây đứng bảo lại đứng cái ngửi cái mùi khói thơm phức luôn á. Đúng rồi, thơm phức thơm một chút tế nha. Ừ. Ngày nãy mình ướp sa tế ớt chứ không có ngủ gì hương. Rồi nè, nắng vậy lên chạy mua gì gà chay gì nữa. Về vừa ăn gì em nhi được à. Nè, cả nhà thấy không? Nè, xì sôi luôn hả cả nhà. Nè, sôi lên rồi đó. Đi ngang quay. Sôi lên nữa đang thơm. Nó nhà thấy nó sôi không?
giống như mà mình đang nấu cơm mà nước nó sôi bụt bụt luôn nè. Đó, để làm lại gần tặng ảnh cho cả nhà thấy nha. Gì quét đủ rồi, chạy đủ đủ hơn quéo quéo nha, mà nó không chết đâu. Đó, đùm lên cái cả nhà. Đó, cả nhà thấy sôi không? Quá đã không? Giờ trong khi chờ đợi cho nó chín cả nhà. Này chắc cũng khoảng 15-20 phút nữa nó mới thể chín, có thể chín nha cả nhà. Muốn xèo xèo nữa đã không? Cả nhà nghe âm thanh không? Lần đầu tiên làm món này luôn nha cả nhà. Trưa không ngủ ra đốt đốt nhà đốt ruộng phá làng phá sớm. Chín nè cả nhà, giờ đem vô vườn bưởi dứt nè cả nhà. Đó, giờ lấy ra. Quá thơm cả nhà. Trái nó trái cái ống tre luôn nha cả nhà. Mới trái lớp ngoài không bảo. Quá hấp dẫn không? Nhà thấy không? Dẫn không? Thơm quá cả nhà ơi. Quá thơm luôn á. Quá thơm phức luôn. Còn đó. Kiếm cái khúc cây đó đó, lấy lại đâu gì đâu than. Nhân giả có mấy bên kia anh tay chân. Quá thơm. Đây làm được vài ve cả nha. Để vô trọng cái mưa ớt nè. Giờ mời cả nhà thử nha, thử món nha. Đó. Trời lá chuối, mưa ớt nha cả nhà. Rồi. Giờ chín luôn, đông máu rồi. Và cái lỗ nóng đọng nó hầm á, nó hầm hơi. Có hai anh em cả nhà, hai chị cháu à, nay đi đám cưới rồi, thằng kia ngủ rồi. Cục nướng có được tiền vậy không? Nó ngọt. Thằng chảo ở đâu? Rảo đâu? Mới nghe thằng chảo kêu á. Ở đây. Để dân cái này coi. Má đang ngồi đây mà có mình được mà.
Mốt bữa nào có chú Hà nè. Chú Hà bài một cơm mấy ngớt với bà nội. Cái này nếu mà làm chứ ông đè. Ông đè chịu mới nổi không? Làm gì? Cũng bỏ vô nướng vậy đó. Chú Hà tự kia mua nửa ký ớt. Kêu tính thần thấy hồng ba chiên không ba chiên hôm nay đầu em hồi máu ngày chín thật thì ngọt qua thứ hai kêu cái bề có chứ có đó cũng như ngại bắn lắm tối nay mai là đủ chứ bắn điểm bắn hoài đâu có đâu đó đi chút dưới biết tay nhẫn gì hai không biết mấy đường đó từ đó có đi đâu biết. Có hay cho chú vui của nhà tao có cái mặn có đừng ra còn mình nhắm nhanh nha dài dài trong khu hai có không ta ông cũng có mấy nhà có mấy cây mặn mà chứ cửa mít rồi đó tại khu không ở quá thích thanh long không biết nhưng mà khu là nó thường ở thanh long hả. Còn cho nó hết đi lên được bảo ăn đi tao còn không chẳng thèm không thứ hai mình nên mình đi hoài quay đi cộng nó đâu ăn không ừ. Rồi hết nè cả nhà. Dạ tạm biệt kết thúc video tại đây nha. Không quanh đây là vườn mới cả nhà, nó cả nhà thấy không? Dân giả miệt vườn. Gì? Rồi các bạn nếu mà thấy video này hay ủng hộ mình like và subscribe nha, comment cho mình ủng hộ kênh mình có động lực. Chào hết cả nhà nha.